Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe đua mới nhất về tại cửa hàng XDS RX350. Xe trang bị khung hợp kim nhôm và càng carbon, bộ group của Tiagra các bác nhé, và cao cấp. Bây giờ em sẽ vào đánh giá cho chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe XDS RX350. Tông màu chủ đạo là tông màu xanh và sán bạc các bác nhé, sán bạc đây, và những đường chỉ trắng ở dưới chữ RX350, nhìn rất là thể thao. Đây là một thương hiệu làm về xe đua cũng rất là tốt, mà bên em bán cũng rất là nhiều rồi. Hình thức chiếc xe rất là mới thôi nhé. Em sẽ lướt qua tổng thể vài cái xước nhỏ, răm nhỏ đây, không đáng kể. Đây, không ảnh hưởng gì chất lượng của xe. Nhìn tổng thể còn rất là mới. Đây, khung nhôm. Đây là mã QR chính hãng của xe. Khóa yên có phản quang các bác nhé. Yên là cáu yên nguyên zin của XDS, yên còn rất là mới. Em thấy em đánh giá yên còn rất là mới luôn nhé. Xe trang bị bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sora. Củ đề của Tiagra nhé, 10 tốc độ. Mayer bạc đạn của Novatec. Mayer bạc đạn thì quay rất là trơn rồi. Lốp rất đẹp luôn. Michelin. Lốp của Michelin, lốp chọc. Với lốp này các bác có thể đi được rất là lâu nữa. Michelin là hãng sản xuất lốp nổi tiếng thế giới rồi. Lốp rất là tốt các bác nhé. Đùi của FSA. FSA Vero. Và gà đĩa của Tiagra. Phía bên dưới xe các bạn có thể thấy đây là mã số khung được khắc lên khung xe luôn chứ không phải dán nữa nhé. Khắc lên mã số chính hãng của xe. Xe trang bị bánh lốp là 723C, cỡ lốp thông thường của dòng xe đua. Càng carbon, có chữ carbon này, của carbon XDS luôn, nguyên zin theo xe. Mayer trước cũng là Mayer bạc đạn của Novatec. Bên trên đây phốt và ghi đông nguyên zin của XDS. Bộ tay lắc cao cấp của Tiagra. Hai mươi tốc độ tất cả cho các bác thay đổi 10 lít và hai đĩa. Để trang bị khung nhôm và cả carbon. Giờ sẽ vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe và đo sai. Vâng, xe có sai đứng là 50-51. Ngang cũng là 50 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với chiếc xe này. 10 đồng lít.
chiếc Clio còn rất là mới, nhìn thấy đen lít. Đúng lít phủ đề của xe rồi ra. Mày ơi bạc tạ. Phía tay phải em là bộ đùi đĩa 2 tầng của FSA. Xuống đĩa. Lên đĩa, gạt đĩa của Tiara các bác nhé. Vâng, chuyển động rất là tốt. Mày vào đạn quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe XDS RX350. Chiếc xe trang bị khung hợp kim nhôm cả carbon và bộ group của Tiara và cụm phanh Sora các bác nhé. Xe được bán tại gửi em mức giá là 10.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc. Đối với những bác chuyển hết tiền rồi 1 năm, Tâm nhận tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhớ chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại Cửa Ngang. Xin chào các bạn có theo dõi video.